Những người từng đến quán lẩu Dê 404 ở quận Tân Phú cần khai báo y tế gấp để ngăn chặn dịch. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người từng đến ăn quán lẩu Dê 404 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú ra khai báo y tế ngay. Cụ thể trong văn bản ban hành ngày 6 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nhằm tăng cường công tác phòng chống, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Cơ quan chức năng đề nghị người đã đến ăn tại quán lẩu Dê 404 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021 hãy ra trạm y tế gần nhất để khai báo y tế ngay hoặc liên hệ nhân viên y tế phường Sơn Kỳ 0909 052 291, quyền trưởng trạm y tế phường 0982 423 977. Cùng ngày tại Chí Linh có 34 bệnh nhân COVID-19 bị tổn thương phổi, trong đó 20 người có dấu hiệu lan rộng. Phó giám đốc Trung tâm phòng chống dịch và tiêm chủng vaccine Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thuộc Đoàn chuyên gia hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến số 1 tại Hải Dương ngày 6 tháng 2 cho biết có khoảng 34 bệnh nhân COVID-19 có dấu hiệu tổn thương phổi từ nhẹ đến trung bình. Trong số này, 20 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương phổi lan rộng hơn. Hiện các bệnh nhân đều đang có dấu hiệu tiến triển tốt lên. Cả về mặt lâm sàng, phim CT vừa chụp lại và các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng của các bệnh nhân có dấu hiệu tích cực. Tiên lượng gần của các bệnh nhân đang tốt lên, bác sĩ Điền thông tin. Theo bác sĩ Điền, việc điều trị tại bệnh viện dã chiến gặp những khó khăn nhất định do thiếu máy móc, trang thiết bị cũng như thuốc điều trị. Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân hiện tại ở Hải Dương, lực lượng y tế tại chỗ cơ bản đáp ứng được. Bệnh viện cũng đã thiết lập một phòng hồi sức tích cực đơn giản, ICU, để đề phòng trường hợp có bệnh nhân nặng, có thể tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân. Với điều kiện thực tế, chúng tôi xác định không kỳ vọng thiết lập ICU lớn để có thể cho bệnh nhân thở máy xâm nhập kéo dài. Mục tiêu là thiết lập ICU đủ để trong trường hợp bệnh nhân trở nặng, có thể phát hiện kịp thời để thực hiện cấp cứu ban đầu, bác sĩ Điền nhấn mạnh. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hiện đang có mặt tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Chí Linh, nhận định thông qua những nghiên cứu sơ bộ, một số bệnh nhân nhiễm chủng virus mới có vẻ diễn biến lâm sàng xảy ra sớm hơn so với những bệnh nhân nhiễm chủng cũ. Do chưa có khẳng định chắc chắn về sự khác biệt, nên việc điều trị bệnh nhân nhiễm chủng mới cũng vẫn tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế. Tuy nhiên phải theo dõi diễn biến bệnh nhân sâu sát hơn, bác sĩ Cấp nói. Đánh giá về tiên lượng của các bệnh nhân trong đợt dịch này, ông cho rằng các bệnh nhân xuất phát từ các khu công nghiệp thì đa số là công nhân khỏe mạnh, nhưng những bệnh nhân từ cộng đồng thì cũng có nhiều bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền. Tuy nhiên giai đoạn này còn quá sớm để kết luận về tiên lượng của các bệnh nhân này. Tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương, đều đặn mỗi ngày 2 lần sáng và chiều, các chuyên gia tổ chức hội chẩn và trao đổi chuyên môn. Các bác sĩ đã thiết lập hệ thống truyền hình qua máy vi tính để kết nối với các bác sĩ trực tiếp điều trị trong bệnh phòng. Bệnh viện thiết lập thành 2 khu vực. Khu vực thứ nhất là bác sĩ tiếp cận bệnh nhân ở vòng trong. Trong đó, bác sĩ thăm khám bệnh nhân, ghi lại các chỉ số, sau đó sẽ gửi qua hệ thống truyền hình, xin hội chẩn những diễn biến bất thường. Bác sĩ vòng ngoài ghi bệnh án, nghiên cứu các chỉ số của bệnh nhân, sau đó ra y lệnh qua hệ thống truyền hình cho chỉ định thuốc, chăm sóc bệnh nhân cho bác sĩ vòng trong. Hình ảnh bệnh nhân, hình ảnh phim chụp như cộng hưởng từ xét nghiệm. Sức khỏe của từng bệnh nhân được gửi ra liên tục và cập nhật thường xuyên đến bác sĩ tuyến trên cùng lãnh đạo bệnh viện dã chiến trực tiếp hội chẩn và chỉ đạo bác sĩ điều trị. Đến thời điểm hiện tại, các trang thiết bị y tế tại bệnh viện dã chiến đã dần đáp ứng, đảm bảo công tác chăm sóc và điều trị cho 164 bệnh nhân. Bác sĩ Ngô Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh cho biết, hiện tại sức khỏe các bệnh nhân cơ bản đều ổn định và được các chuyên gia hội chẩn khi có những diễn biến bất thường, từ đó đưa ra hướng điều trị và sử dụng thuốc thích hợp. Phần lớn bệnh nhân dùng thuốc dự phòng đều có tiến triển tốt, các chuyên gia cũng cho rằng việc chẩn đoán sớm giúp các bệnh nhân không diễn biến nặng, ông Việt nói.